Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi. Ok, hello, chào anh em. Trong clip này, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em đang chơi cái phiên bản Auto Chess Mobile của Villa Game. Các anh em có thể tải được cái phiên bản Auto Chess Mobile, phiên bản quốc tế để có thể chơi được bình thường sau update anh em nhé. Như anh em đã biết là hôm qua thì chúng ta có một cái bản update mới cho Auto Chess. Và khi anh em vào game, cũng như là tôi cũng vào game, thì có một cái thông báo nó hiện ra là nó bắt update. Thì khi mà chúng ta ấn vào cái bắt update đấy thì nó chuyển hướng sang là cái Google Play hoặc là App Store. Tuy nhiên khi mà chúng ta vào đấy thì chúng ta không update được, chúng ta hoàn toàn không update được. Tại vì sao? Bởi vì Villa Game đã chính thức ngừng phát hành Auto Chess Mobile tại thị trường Việt Nam. Và cũng vì thế mà hiện tại ở trên Việt Nam, lãnh thổ Việt Nam, chúng ta chưa có một cái nhà phát hành nào đứng ra đăng ký phát hành trên lãnh thổ Việt Nam cả, chưa có nhá. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phiên bản quốc tế thôi. Tức là cái phiên bản mà ngày trước ấy chúng ta đã chơi, mà khi mà chúng ta chưa có cái phiên bản Villa Game, chưa phát hành bởi Villa Game. Ngày trước thì nó dễ hơn. Tôi phải công nhận là ngày trước nó dễ hơn, bởi vì ngày trước thì khi mà Villa Game chưa có phát hành ấy thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể tải được trên Google Play cái bản quốc tế. Sau đó khi Villa Game phát hành cái trò này tại Việt Nam, thì trong suốt cái thời gian mà Villa Game phát hành ấy, thì thực ra ấy là cái phiên bản quốc tế nó bị ẩn đi tại thị trường Việt Nam, khiến chúng ta không thể nào chúng ta có thể là tìm và download được cái phiên bản quốc tế. Còn thực ra ấy là hai cái phiên bản đấy nó luôn tồn tại song song nhá anh em nhá. Chẳng qua là chúng ta ở Việt Nam chúng ta không nhìn được thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tải cái bản quốc tế ở trong cái video clip này anh em nhá. Anh em có thể thấy là bây giờ chúng ta vào Google Play và chúng ta search Auto Chess Mobile thì hoàn toàn không có. Đấy. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái quy trình tải game anh em nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em rất là chi tiết. Anh em vào Google cho tôi, sau đó anh em đánh ra cái chữ Apple này. Đấy, anh em ấn vào nhá. Apple, ấn vào Google. Nó sẽ search ra cái trang đầu tiên anh em vào luôn nhá. Apple.com. Đấy. Đây là cái giao diện của nó, thì ở cái phần cái góc phía bên phải nó sẽ có cái công cụ search. Anh em ấn vào chữ Auto Chess là được. Auto Chess không cần phải ấn nhiều nhá. Rồi, chúng ta sẽ ra khá nhiều cái phiên bản Auto Chess ở đây. Nhưng mà cái phiên bản mà chúng ta download là phiên bản quốc tế, nó có cái biểu tượng là hình cái con rồng ở phía góc dưới, nhỏ nhỏ ở phía góc dưới, tức là cái icon thứ hai này. Đấy, thì anh em ấn vào nhá. Anh em ấn vào, anh em sẽ tải cái phiên bản quốc tế, bởi vì hai cái phiên bản còn lại đó là cái phiên bản nội địa Trung Quốc. Đấy, thì anh em ấn vào đây thì anh em ấn tải về thôi là được. Sau đó anh em tải cái file này về, cái phiên bản mới nhất là 2.4.2 nha anh em nhá. Anh em tải cái phiên bản mới nhất về, nó có dung lượng là 1.9GB. Sau khi anh em tải phiên bản này về và anh em cài trên máy thì anh em chơi được luôn, mà không cần phải tải cái file OBB nhá. Rất tuyệt vời. Tuy nhiên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tải những cái lần sau dễ hơn. Đấy là chúng ta tải cái app Fer về, chúng ta cài trên máy anh em nhá. Cái app này thì nó cũng không khác gì là CH Play hay là App Store cả. Nó là một cái nó dạng như là một cái app mà để chúng ta tải game, tải ứng dụng
Đấy, thì cái đường link tôi sẽ để ở phía bên dưới nha anh em nhá. Anh em tải cái app Fer này về anh em cài trên máy. Sau này là anh em chỉ cần vào đây và anh em update thôi. Anh em vào đây anh em update. Và cái phiên bản này nó cũng khá là nhẹ. Anh em thấy là nó cũng chỉ nhỏ hơn 20MB. Đấy, nhỏ hơn 20MB thôi. Cài vào trong máy điện thoại của anh em nhá. Đấy, trong cả hai phiên bản là phiên bản Android và phiên bản iOS. Rồi, tôi sẽ tiến hành tải về và tôi sẽ cài ở trên máy của tôi. Link tôi để phía dưới phần mô tả anh em nhá. Anh em xuống kéo xuống cái phía dưới phần mô tả trong video clip này, anh em sẽ thấy những cái phần link nhá. Phần link của AutoChat cũng như phần link của Affer, anh em tải về và anh em cài trên máy di động của anh em nhá. Chúng ta tiến hành tải. Sau khi anh em tải cái app Fer về trên máy thì chúng ta tiến hành cài đặt nha anh em nhá. Cài đặt như bình thường thôi, như những cái app khác thôi. Và ở đây anh em có thể thấy là tôi đã cài được AutoChat Mobile rồi. Và tôi đã cài nó bằng cái phiên bản cài offline down ở trên app Fer. Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ cài cái app Fer luôn ở trên cái máy của tôi nhá. Cài app Fer để sau này những cái phiên bản update tiếp theo chúng ta sẽ update cái phiên bản tiếp theo là đơn giản thôi. Chứ chúng ta không có những cái thao tác vào Google rồi vào các trang web là phức tạp. Đấy, sau khi tôi tiến hành cài đặt cái app Fer xong thì đây nó là cái giao diện của app Fer anh em nhá. Anh em cũng có thể thấy là nó cũng khá là dễ nhìn. Anh em ấn vào cái phần search ở đây, AutoChat. Anh em đánh cái chữ AutoChat ra là được. Đó, anh em ấn vào và anh em thấy không? Ở đây nó đã nhận luôn là tôi đã cài cái phiên bản AutoChat rồi và chúng ta chỉ việc mở lên thôi. Còn nếu anh em chưa cài, anh em ấn vào tải là được. Nó sẽ tự tải và nó sẽ tự cài cho anh em. Rất đơn giản, tự update và chúng ta không cần phải mất thời gian vào những cái bước vừa nãy nữa sau khi chúng ta tải về cái phiên bản Affer. Từ giờ thì anh em update rất là đơn giản rồi. Đấy, cứ mỗi lần update thì anh em cứ vào cái Affer thôi. Anh em vào đấy ở trên cái điện thoại của anh em và nó sẽ tự cập nhật anh em nhá. Rồi, anh em thấy là sau khi chúng ta tải, chúng ta cài xong game và chúng ta vào game. Đấy, vào game của tôi thì đây nó là cái phiên bản mới nhất rồi. Nhưng mà nó có lỗi gì không? Ơ cao có làm sao không? Thì chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ xem nhá. Chúng ta đợi một chút. Đấy, anh em thấy không? Là toàn bộ ô cao đều bình thường nhá, không có vấn đề gì. Đấy, level vẫn là 198. Rồi, tôi xin kết thúc cái video tại đây. Chúc anh em có những cái giây phút vui vẻ trong trò chơi nhá. Bye bye. Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái, âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay, đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40%. Và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá FLEX050, bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chần chừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhé các anh em ơi.